Nó không kẹp, nó sợ thịt đậu không có kẹp. Thịt thì độc lắm. Nó đâu có kẹp đâu. Đúng rồi, nó cũng không kẹp nữa. Để mà gặp thì nó cũng dám kẹp nữa. Không được đâu. Giờ mình thử con lớn hơn đi. Thôi, đâu được. Đâu được. Con lớn hơn. Nhỏ làm như đi. Chạy xe nó thử cho thông tích đi. Chạy dưới nước. Đụng như bà. Đừng có phải không nha. Đây hả? Ừ. Nó hết đi rồi. Hai. Nào. Sao con nào lên tay em nó cũng không đi nổi chứ. Thì thật độc quá. Cầm nó chết luôn rồi. Cái này yếu quá. Cái này cũng chết mẹ. Lâu lâu. Kêu nó đi nó cũng không đi nữa nè. Thả nó đi rồi nó cũng không đi nữa. Nó còn chỗ à. Nó còn thở không thầy? Còn thở không? Còn thở, nó thở bằng cái gì, nó đâu có bụng đâu, sao thầy biết nó thở cái này cặn nó thở bằng cái gì luôn. Còn đứa kia xe te với chị kêu 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 nãy kéo khó hả chưa được không chỗ này chưa biết được đâu, chỗ nó ra cái bắp bằng nó mới được chạy ra luôn đó rồi không đập mà. Ủa, có neo nữa mất cắt dây bỏ luôn. Cái đầu tiên luôn à, quá ngon. Này mấy anh em làm gì cho mấy anh em nhậu nè. Thôi giờ mình quay vô được rồi. Quá đẹp ơi. Cái này thử cái 7-8. Ngắt ha. Quá bự. Hết có biết con cá. Cá dụng này mình bán cũng được không anh? Có tôm tích nữa kìa.
Nè, bỏ cái bự ra kia bên đây. Đúng. Là mỗi lần mình đi chở mình phải phân loại ra mới bán được ha. Đúng rồi. Ừ, quá trời tin tức luôn rồi kìa. Không phải mạnh á. Ở hôm tôi luộc có 4-5 kg gì. Anh luộc ăn không hả? Thêm về cho mấy đứa nhỏ nè. À. Này chỉ có mấy thằng câu nó mua thôi à. Mua 1 kg nhiêu anh? 50 ngàn. Mua để đi câu ha. Tích này nó nhỏ. Tích tiền không anh? Nãy giờ ăn hết bao nhiêu rồi đậu cái tiền đâu chết. Không có cái đồ đồ hả? Cái đồ đồ ngoài nó có. Đi ra đây là tự diễn hả? Không có chú ghe đây là cứ tự diễn. Nếu vàng đó đó mới có. Quá trời tin tức lựa ra thấy nhiều quá ha. Cái này ngọt dữ lắm rồi trời. Nhìn tự hết lựa ra. Lựa ra cái xong nó mà lựa. Bên đây nè. Bên đây nè. Rồi bắt vô luộc đi. Dữ lắm. Đại đen loại còn cái xong bự đó. Đây nè. Tôi xong bự anh á. Ý nè. Giờ ba đem về nhà nữa chú. Tiểu hồi hồi nó còn cái gì. Ủa. Mẹ có một cái được hoài. Thôi. Tôi tích đúng giống sâu thiệt chứ. Thật tay thử hả Phúc? Thật tay vô thử. Ừ. Thật nó anh Phúc thật tay xuống thử ngủ coi. Thật tay xuống thì dễ mà. Mình thử nghiệm, mình thử nghiệm. Thử nghiệm, mình trải nghiệm coi thử không, thử thách. Thử cảm giác của ngày sao? Không, không. Mình thử nghiệm xíu thôi. Trải nghiệm thử, mình thử thách thò tay vào gỗ tôm tích. Chạy luôn đó hả? Đâu, chưa kéo xong đâu. Bị biển mà, vậy con cá ngát nó rộng lại đi anh ơi. Rộng con cá ngát nó đi. Vàng trong rồi. Vàng này kiếm tiền dầu quá không? Quá, cái này một ngày vậy là anh làm. Vàng ngoài trúng dữ đó ha. Bác coi nhiều tiền hả? Ngày 200-300 gì vậy? Chết gì vậy? Giá bộ quá. Mà nhiêu đây thì tính đi giá trị của nó. Không có mình tính cho một ngày kìa. Thì đó, quá đã. Cái đó luộc vừa trong nó bằng làm luôn. Đó luộc xong rồi đổ ngõ. Ở đây nhiều quá. Chắc. Chắc. Đó vậy? Cái ngát hả? Cái ngát rồi hết. Rồi rồi. Đầm năm rồi hả? Cái gì vậy? Cái ngát. Cái ngát. Cái ngát nó đầm nó nhất. Đây đi đâm rồi. Đây. Còn mấy đứa két tê tê chứ. Kêu 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 thằng ấy nó kéo. Món thử. Chưa được không? Nước ra máu mẹ này hết đi. Nước này chưa kéo được đâu. Cho nó ra cái máu bầm nó mới được. Đừng cãi ra đường máu đâu, nó máu độc mà. Còn máu bầm quá. Có ốc lòng hồng nữa hả? Cho em uống thì chơi. Cái đó là con ốc ấy đó. Đâu thì bắt con cua coi thì. Con nào cua không? À, ngốc con hậu nè. Bắt về cho con mày về chơi á. Thôi đem về chứ. Mày nuôi sẵn ăn. Vậy kiếm cua cho anh thầy kìa. Bắt cua cho anh thầy với thầy kìa. Bắt về mấy con nuôi. Con cua đâu rồi? Nuôi được đâu mà nuôi nó mượn cái vỏ không à. Nhưng mà nó lớn là nó phải kiếm cái vỏ mới cho nó đậm rồi. Cái đó là ốc ba mượn hồng. Ốc mượn hồng. Nó lớn ở đâu dừa vỏ này. Phúc, con cua phúc. Ê, có cái này là có ốc cà na thiệt đúng không? Xíu vậy. Bằng đầu ngón tay cho con ăn chơi được. Không bắt trong thì nó chơi rồi. Thôi, nó kẹp. Đau lắm á. Đúng rồi. Ừ, cái đó này kiếm đường thoát. Cua cua lộn hồn. Cho vai xong. Tiếp không? Đưa đường hú ơi, đưa thầy kìa. Ơi, kẹp, kẹp, hú, hú, hú. Bà anh đi, ngớ. Ông, một con cá mới chơi, ông giờ ông bắt cua tới cua này. Chơi ông Tâm kìa. Giờ bắt cua nhỏ cho thầy kìa. Làm gì, không đâu chỗ này đâu. Em mà xui dữ, dính cá ngát cái chứ. Thử cho nó cười cho anh chụp hình ngươi. Đâu anh hồi tay vô đi. Đâu đưa anh quay cua đá coi coi nó đẹp không? Cua đá đâu có đẹp. Đẹp. Con cua tí không? Nó không kẹp. Nó sợ thịt đậu không có kẹp. Thịt xì độc lắm. Nó đâu có kẹp đâu. Đúng chưa, nó cũng không kẹp nữa. Gặp thì nó cũng dám kẹp nữa. Không được đâu. Giờ mình thử con lớn hơn đi.
thôi đâu được. Đâu đâu trời chạy đi gì vậy, chạy chạy không hết được trời, còn lớn nhỏ làm như đây chạy xe nó thử cho thông tích đi chạy nước đúng như vậy đó cho hai không nha đây hả. Hết đi rồi. Hai. Sao con đông. Nào con nào trên tay em nó cũng không đi nổi chứ. Thì thật độc quá, cầm nó chết luôn rồi. Cho nó yếu quá. Hôm nay cũng chết mẹ. Lâu lâu. Kêu nó đi nó cũng không đi nữa nè. Thả nó đi vậy nó cũng không đi nữa. Con chỗ à. Nó còn thở không thầy? Còn thở không? Còn thở nó thở bằng cái gì, nó đâu có bụng đâu sao thầy biết nó thở cặn 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 nó thở bằng cái gì luôn. Dính cá nhiều không anh? Cho, cho vô hết luôn không? Bốn người vậy được không? Nhảy xuống đi. Chút xíu đây được. Nhảy xíu đi. Đồ đâu? Rồi chú lấy xuống luôn. Không giữ ghe. Thôi bỏ đây đi, giữ gì có ai đây đâu. Chưa chưa. Lấy lấy. Đây có khỉ không mà. Có mệt mỏi không? Mệt mẹ. Có mệt không? Gì? Chết mẹ sao tao lên được? Thở đi tao phụ. Không có. Ê, cái lưới gì anh? Được. Cái lưỡi. Lấy bịch to. Nhà mình bắt cá lớn không ha? Bỏ nó lại anh ơi. Cá hết. Nhờ cái đang lấy giùm tôi dép với anh xem. Có cái bọc nào nhậu được không anh ơi? Dục xuống nhậu luôn ơi. Mới tôi dép để cho nó đó. Đây nè. Quên còn hai người nữa, ta đình mà đẩy xuống còn người mình hết kêu. Ờ đúng rồi, đúng rồi. Đó, tôi đem hội về nó nhậu đó. Ờ, tôm tích nha. Tôi đem hội về nó nhậu đó, nội ơi, cho mình ông nội. Được rồi, vũ đâu. Ê, từ từ, từ từ, từ từ. Ê, 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 đông mà. Cái vỏ nó lắc, vỏ lắc à. Ui, thôi, đi không? Không rồi, rồi lên từ từ hả nha. Rồi bye bye mấy anh. Chào ông nha ông. Thôi ông lên thì. Thôi không lên đâu. Cái này không phải nhà của em. Ủa, được chín luôn hả? Được chín rồi. Ơi, con, hai con nhậu được không? Ê, lấy ra cho. À, biết con gì. Chín chưa? Ờ, chín rồi. Có mồi nhậu đó, cô chú anh chị ơi. Dạ, bự quá ha. Mình để vậy không được ha. Được không? Cái này cũng không sao, tại vì luộc xong rồi bỏ nó ráng mà. Thầy ơi, ăn thôi thầy, kìa biêu kẹ đi. Cảm ơn nha. Đâu dơ lên anh cái thầy. Ủa sao không trốn luôn mày? Ừ, quay phim đưa anh đại. Đúng rồi, đưa lên đại chừng anh mai mốt thầy. Không là gặp nữa, thầy cũng không nghĩ à. Gặp phạt 50 triệu. Đó là kỹ rồi đó. Mấy triệu là ừ. Không đặt gặp
Bù lỗ 200 triệu mà đặt cặp là thẳng 100 triệu. Con dữ. Hết luôn rồi. Ôi ổng thưa ơi, nãy em ổng đó ổng kìa, mày bỏ lắm á, anh cổng cái gì ơi, anh hẹn cổng rồi thầy, anh hẹn cổng đi thầy chạy luôn.